Xin kính chào tất cả quý khách hàng. Tối hôm nay ngày 4 tháng 6 năm 2022, trên trang fanpage ô tô Hiền Kim thành phố Hải Dương cũng như trang fanpage Luxury Car Hải Dương, em Hiền Kim xin phép lên sóng cập nhật báo giá rất là nhiều các mẫu xe đẹp. Ngày hôm nay đã có mặt tại showroom 166 đường Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương. Các bác, các anh, các chị quan tâm yêu thích mẫu xe nào, xin vui lòng để lại bình luận ở phía dưới hoặc gọi cho em qua số hotline 0978 607 555 hoặc 0941 337 888. Nếu có thời gian, em kính mời tất cả các anh các chị ghé về showroom của bên em để ngắm các mẫu xe nhé. Và tối ngày hôm nay, sau mấy hôm mà em Hiền Kim có chút việc về quê thì ngày hôm nay em về rất là nhiều các mẫu xe đẹp. Em có bán tải Ranger Winchak 3.2, có một đôi vai ớt bản G màu bạc màu vàng cát, một dàn Hyundai Tucson, em có màu trắng 2021, em có màu vàng cát 2018, em có màu đen 2019. CX5 thì em đang có màu xanh. Và em có thêm một chiếc xe Kia Sorento bản phun xăng đặc biệt cũng đã về tại cửa hàng. Nên là tối ngày hôm nay thì rất là nhiều các mẫu xe đẹp các anh các chị nhé. Cả nhà yêu thích, yêu mến em Hiền Kim thì xin vui lòng để lại một bình luận ở phía dưới, ấn nút đăng ký chia sẻ giúp em ạ. Các bác, anh, các chị chia sẻ giúp em Hiền Kim nhé. Em chào anh Đức Nhân Hoàng. Anh ơi, tầm 400 thì em có vai ớt ạ. Em chào anh Hạnh Sùng nhé. CX5 màu đen thì em chưa có. Em chào anh Trần Đức, em chào chị Nguyễn Đình, em chào anh Nguyễn Tân, chào anh Nguyễn Huỳnh. Các bác, các anh, các chị xem kênh thì xin vui lòng ấn nút chia sẻ giúp em. Các bác ủng hộ cho em bằng cách là ấn nút chia sẻ thôi ạ. Em chào bạn Tùng Teng, chào anh Nguyễn Văn Được. Hôm nay rất là nhiều các mẫu xe đẹp nên là các bác vào xem em sẽ báo giá lần lượt luôn ạ. Nhiều mẫu xe đẹp lắm ạ. Vai ớt Hyundai Tucson, cảm ơn anh Nguyễn Gia Đạt nhé. Đây ạ, cả nhà cùng ngắm giúp em một vòng, sau đấy em sẽ báo giá lần lượt. Một dàn Kia Cerato màu đen, màu trắng, màu vàng cát em đầy đủ. Một dàn Hyundai Accent màu đỏ, màu trắng, màu đen em cũng có đủ. Hyundai Tucson màu trắng, màu đen, màu vàng đồng em có. Forerunner bán tải Winchak em có. Nên là ngày hôm nay các anh các chị sẽ không thất vọng đâu ạ, bởi vì quá nhiều những cái mẫu xe đẹp. Fortuner thì em có máy dầu 2016. Đây, Accent thì em còn màu đen này, em còn màu trắng này, em còn màu đỏ. Cảm ơn anh Hiệp Trần. Bên em thì có chương trình hỗ trợ trả góp và chất lượng xe em bán ra thì có văn bản cam kết cho các anh các chị đi test kiểm tra, cam kết cho anh chị là xe máy số zin, xe không tai nạn vào đầu răng sắt si, xe không ngập nước, không thủy kích, không bổ máy, không có tranh chấp, không có cầm ký cầm cố, không có phạt nguội. Cảm ơn anh Hưng Lê Quý ạ. Cerato màu đen số tự động em có nha anh Nguyễn Mạnh Thường. Cảm ơn anh Đức Nhân Hoàng. Các anh các chị nhớ chia sẻ giúp em nhá. Thời tiết ở ngoài miền Bắc thực sự là ngày hôm nay rất là nắng nóng luôn. Em đi vào Nghệ An có 2 hôm thôi mà ra cháy đen như củ tam thất luôn. Quá nắng nóng luôn các anh các chị ạ. Em chào anh Nguyễn Hưng, 500 anh em, 29 chào anh Ba Tư. Em chào anh Nguyễn Hưng ở Hà Nội nhá. Chiếc xe đầu tiên em để không để các bác chờ đợi lâu nữa, em sẽ báo giá luôn. Nắng nóng nên là các anh các chị nằm điều hòa thì cùng em Hiền Kim tham khảo những mẫu xe đẹp nhá. Nhớ chia sẻ giúp em. Cảm ơn anh Tuân Nguyễn ạ. Cảm ơn bạn Nguyễn Gia Đạt. Chiếc xe đầu tiên em xin giới thiệu để các anh các chị các bác cùng tham khảo là chiếc xe Forerunner Winchak. Đây ạ, từ hôm giờ các bác, các anh các chị hỏi em đây ạ. Forerunner Winchak bản 3.2, hai cầu số tự động, xe nhập khẩu nguyên chiếc, sản xuất 2016, biển 14 Quảng Ninh, chạy 8 vạn. Rất là đẹp, nội thất nguyên bản. Cái dòng Ford này nội thất nó quyết định rất là nhiều cái. Em cam kết cho các bác đầu nguyên zin, không đâm tai nạn vào đầu răng sắt si, không ngập nước, không thủy kích, không bổ máy. Các anh các chị đi test thoải mái luôn ạ. Chiếc Forerunner Winchak 2 cầu 4x4 bản 3.2 em đang chào bán là 720 triệu. Sản xuất cuối 2016, xe chạy 8 vạn, biển 14 Quảng Ninh. Cả nhà cùng em Hiền Kim ngắm qua chiếc xe Forerunner Winchak 3.2 này nhá. Nắp thùng nó thiết đầy đủ rồi, rất là đẹp luôn ạ.
cả nhà chia sẻ giúp em. Từ lốp, từ sơn vỏ, nội thất còn rất là mới. Tầm xe 400-500 triệu em có rất là nhiều. Hai hôm nay em về cho cháu về đông quê ngoại trong Nghệ An, nên là vắng bóng hai hôm em không like được. Nên là tối ngày hôm nay em về thì rất là nhiều các mẫu xe đẹp có mặt tại cửa hàng. Kính mời các anh các chị có thời gian thì ghé qua showroom của bên em là 166 đường Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương để tham khảo và ngắm các mẫu xe. Cần tư vấn nhanh hơn thì anh chị có thể gọi đến số hotline 0978 607 555. Em chào anh Tùng Nguyễn ạ. Đây, chiếc Ford Ranger Winchuck. Đấy, rất là lâu rồi. Những dòng xe này thì không phải lúc nào mà nhà em cũng có thể mua được hay là có được. Xe đã độ lên đèn đầy đủ rồi anh chị nhá. Rất là đẹp cho chiếc xe Ford Ranger Winchuck này. Đẹp xuất sắc luôn này ạ. Em xin đọc lại thông tin đầy đủ của chiếc xe Ford Ranger Winchuck 3.2, hai cầu số tự động, xe nhập khẩu nguyên chiếc máy dầu, biển 14 Quảng Ninh. Hiện tại bên em đang chào bán để các anh các chị tham khảo, có giá tại showroom là 720 triệu. Tất cả xe em vẫn có thể thương lượng lộc lá thêm được một chút nữa. Đấy, các anh các chị cứ đến, nếu mà bác nào thích bán tải thì chúng ta cùng tham khảo qua chiếc xe này. Giá xe em vẫn có thể thương lượng thêm được một chút nữa các anh các chị nhá. Ok, chiếc bán tải chưa ạ? 720 triệu cho chiếc xe Ford Ranger Winchuck bản 3.2, hai cầu số tự động, máy dầu, xe nhập khẩu nguyên chiếc, chạy 8 vạn, biển 14 Quảng Ninh. Em sẽ di chuyển sang dòng xe khác nhé. Dạ đúng, anh Nguyễn Đình Huệ, đúng rồi anh ơi. Em chào anh Nguyễn Phương. Các anh các chị nhìn hình ảnh có được rõ không ạ? Các bác, các anh các chị nhìn hình ảnh hôm nay em like có được rõ không? Thời tiết rất là nắng nóng, đúng cả nhà mình, rất là nắng nóng, nên là chúng ta di chuyển trên đường, nếu như mà có ý định mua xe ô tô thì thời điểm bây giờ xe cũng đã vào giá ổn định rồi. Nên là anh chị nếu có nhu cầu chúng ta mua xe ô tô thì thôi chúng ta mua sớm đi, để tránh cái nắng thời tiết như thế này nữa, rất là đi rất là mệt luôn ấy. Cảm ơn anh Nguyễn Mạnh Thường, cảm ơn anh Quý Lê. Các anh các chị nhìn hình ảnh có được rõ nét không ạ? Tại vì là em thấy mạng nó hơi chập chờn. Nếu như anh chị các bác đang quan tâm mà vẫn xem hình ảnh rõ ok thì anh chị để lại giúp em cái bình luận ok ở phía dưới, hoặc chấm cho em một chấm nhá. Cảm ơn anh Đạo Mạnh Cường, cảm ơn anh Trần Đình Chiến. Thêm một chiếc xe Hyundai Tucson đây ạ. Các anh các chị cùng ngắm những dòng Hyundai Tucson này. Em có màu đen 2.0 2019, biển 12 Lạng Sơn. Xe mới về chạy hơn 3 vạn, chiếc xe này về hôm qua thì hôm nay em mới về để lên sóng được. Một chiếc Hyundai Tucson 2018 màu nâu. Một chiếc Hyundai Tucson 2021 chạy, chiếc xe này chạy hình như có 5 hay 6.000 cây gì. Chiếc xe này là biển 17 Thái Bình, nhưng mà một anh chị ở Hà Nam đã đặt cọc online cho em 100 triệu rồi. Nên là chiếc Hyundai Tucson 2021 màu trắng chạy mấy nghìn cây, biển 17 Thái Bình này, thì em xin phép dừng giao dịch, em sẽ không lên sóng nữa. Và em sẽ báo giá chiếc Hyundai Tucson màu đen và chiếc Sorento mới về, thì các bác anh các chị vào ngắm giúp em nhé. 400 mua được Cerato số sàn, 400 có Accent số sàn đấy anh Dương Nguyễn ạ. Cảm ơn anh Thắng Nguyễn, cảm ơn anh Nguyễn Hưng. Anh ơi, Everest hoặc Santa Fe màu đen thì em lại chưa có. Cảm ơn anh Nguyễn Tiến Hiệp, cảm ơn anh Tiến Vũ, cảm ơn anh Nguyễn Thắng nhá. Em like một chút thôi nhưng mà mồ hôi là như tắm luôn, bởi vì nhà em cái mái nó hơi nóng. Thêm một chiếc xe Hyundai Tucson màu đen dành cho các bác anh các chị đang có nhu cầu tìm hiểu, quan tâm chiếc Hyundai Tucson form mới 2019, biển 12 Lạng Sơn, chạy hơn 3 vạn, chính chủ một chủ từ đầu. Em đang chào bán là 758 triệu. Đây ạ, 2019 bản 2.0, chạy hơn 3 vạn, chính chủ một chủ từ đầu, biển 12 Lạng Sơn,
lốp còn nguyên theo xe, lốp sơ cua còn chưa dùng tới. Các anh chị cùng ngắm luôn giúp em nhé. Rất rất là đẹp luôn ạ. 758 triệu, hỗ trợ banh lên tới 70% giá trị xe. Chúng ta cùng ngắm giúp em luôn này. Tầm cửa 500 hơn có mua được Mazda 2017. Được anh ơi, nhưng mà Mazda 2017 hôm nay thì em lại vừa hết rồi. Các bác quan tâm Hyundai Tucson màu đen cùng ngắm giúp em nhé. Xe đẹp lắm cả nhà mình ạ. Đấy, mới về, form mới, sàn 3D đầy đủ rồi. À, ghế điện đầy đủ, màn hình camera đầy đủ luôn. Rất là đẹp, điều hòa tự động, hệ thống đèn full LED tự động hết. Đấy, mặt ga lăng này là 2019 là form mới rồi. Còn chiếc xe màu nâu này là 2018 thì nó vẫn là form cũ. Xe Lato màu đen số tự động em còn một chiếc 2016 ạ. Anh ơi, xe hai lắc thì hiện tại em lại không còn. Em cảm ơn anh Phong Nguyễn, anh Trần Đức nhé. Các bác, anh, các chị chia sẻ giúp em Huyền Kim ạ. Em xin đọc lại thông tin đầy đủ của chiếc xe Hyundai Tucson. Chiếc xe này sản xuất 2019, biển 12 Lạng Sơn. Xe chạy 3 vạn, chính chủ một chủ từ đầu. Bên em đang chào bán tại showroom để các bác canh các chị tham khảo. Có giá là 758 triệu. Có trách nhiệm rút hồ sơ, hỗ trợ banh lên tới 70% giá trị xe. Chất lượng xe em bán ra có văn bản cam kết cho các bác canh các chị là xe không tai nạn, xe không ngập nước, máy số zin, hồ sơ pháp lý chuẩn chỉ. Canh các chị các bác cứ mang ra hãng, ra thợ test thoải mái. Xe chuẩn, xe đẹp thì mới trả tiền anh chị nhé. Em cảm ơn anh Trung Phạm Vinh. Cảm ơn anh chị Nguyễn Thảo. Thêm một chiếc xe ngày hôm nay vừa có mặt tại showroom bên em đây ạ. Là một chiếc xe Kia Sorento 7 chỗ nhá. Nếu các anh các chị tầm tiền mà chỉ có 600 triệu thôi, lại muốn sở hữu một chiếc xe gầm cao 7 chỗ, thì các anh, các chị, các bác cùng em Hiền Kim tham khảo qua chiếc xe Kia Sorento ạ. Anh Hiến Hoàng ơi, chiếc xe Tucson màu cà phê là bản turbo, chiếc xe đấy là hơn 800-2018 anh ạ. Xe ô tô màu đen số tự động em có, accent màu đen số tự động em có. Đợi em một chút nhá, em sẽ quay qua những cái xe mà ngày hôm nay vừa về, như là Sorento bản phun xăng cũng vừa về này, rồi Hyundai Tucson cũng vừa về. Thì các anh các chị vui lòng nghe máy cho em một chút thôi. Thời tiết rất là nắng nóng ạ. Anh Thắng Nguyễn ơi, chiếc Hyundai Tucson màu đen là bản tiêu chuẩn anh ạ. Bản đủ nó là chiếc màu trắng, là bản đặc biệt thì khách đã nhận rồi. Em còn một chiếc bản tiêu chuẩn thôi. Thêm một chiếc xe 7 chỗ số tự động, bản phun xăng đặc biệt. Chiếc Kia Sorento. Kia Sorento sản xuất 2016, xe chạy 7 vạn, bản phun kịch 2.4, phun xăng đặc biệt 7 chỗ ngồi. Em đang chào bán là 625 triệu. Các bác, các anh, các chị quan tâm chiếc xe Kia Sorento này thì xin vui lòng đến trực tiếp showroom của bên em là 166 đường Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương, hoặc gọi cho em qua số hotline 0978 607 555. Đây ạ, Kia Sorento. Các bác nếu mà cần hình ảnh video chi tiết chiếc xe nào cứ để lại bình luận ở phía dưới ạ. Kết thúc buổi live thì em sẽ gửi thông tin chi tiết cụ thể. Rất là đẹp luôn nhá. Chiếc xe này là bản phun kịch máy xăng. Quá nhiều các mẫu xe đẹp ngày hôm nay. Em xin đọc lại thông tin đầy đủ của chiếc xe Kia Sorento. Chiếc xe này là sản xuất 2016, bản phun xăng đặc biệt 7 chỗ ngồi số tự động, xe chạy 7 vạn. Bên em đang chào bán tại showroom là 625 triệu. Các bác, kênh, các chị quan tâm chiếc xe này, xin vui lòng gọi trực tiếp cho bên em hoặc đến 166 Trường Chinh để xem xe. Xe thì em vẫn có thể thương lượng được các bác anh các chị nhé. Xe thì tất cả xe bên em giao bán, giá xe vẫn có thể thương lượng được một chút nữa. Chất lượng thì em cam kết rồi. Các bác anh các chị mua tại showroom bên em thì tất cả những cái chất lượng như xe cam kết
Nhiều các anh các chị bình luận là không biết thì nhà em cứ xe nào cũng cam kết như vậy thì những cái xe lỗi nó bán về đâu. Thực ra là em không làm xe lỗi thôi, còn xe lỗi bán ở đâu thì em lại không quan tâm. Đi mua một chiếc xe bọn em cũng phải test, kiểm tra đủ kiểu, bởi vì em bán bảo hành. Có những anh chị đến tại showroom em mua được, nhưng cũng có những anh chị là mua xe online. Ví dụ em bán những chiếc xe 700-800 triệu mà các anh các chị cọc cho em 50 triệu, 100 triệu, em có dịch vụ mang xe đến tận nhà, đến tận nơi. Anh chị ở Lào Cai, ở Yên Bái, bên em cũng có dịch vụ mang đến tận nhà. Lên đấy các anh các chị test xong mới trả tiền cho bên em mà. Không nên là cũng bên em chọn xe rất là kỹ luôn. Em xin đọc lại thông tin của chiếc xe mới về ngày hôm nay, Kia Sorento. Chiếc xe này sản xuất 2016 bản 2.4, phun kịch máy xăng 7 chỗ ngồi số tự động, xe chạy 7 vạn. Em đang chào bán là 625 triệu. Chiếc xe Hyundai Tucson 2019 biển 12 Lạng Sơn, xe chạy hơn 3 vạn, chiếc xe này chạy 3 vạn 4. Chính chủ một chủ từ đầu, lốp còn zin theo xe, lốp sơ cua chưa dùng tới. Em đang rao bán chiếc xe này là 758 triệu cho chiếc Hyundai Tucson 2019 màu đen 5 chỗ ngồi. Chiếc xe ngày hôm nay vừa về nữa là chiếc xe Forerunner Winchuck bản 3.2, 2 cầu số tự động máy dầu, xe nhập khẩu, chạy 8 vạn, sản xuất 2016, biển 14 Quảng Ninh. Em đang chào bán tại showroom là 720 triệu. Này các bác, các anh, các chị quan tâm Forerunner Winchuck bán tải 3.2, 2 cầu số tự động, xe nhập khẩu máy dầu thì chúng ta cùng ngắm qua chiếc xe này. Em cũng đã up tải video, chưa kịp up cơ, xe mới chụp. Lên trên trang fanpage, các anh, các chị check tin nhắn, em sẽ gửi đầy đủ thông tin nhé. 720 triệu. Còn chiếc xe này là Hyundai Tucson bản 1.6 Turbo 2018, em đang chào bán là 818 triệu cho các bác, các anh, các chị. Nếu có nhu cầu Tucson Turbo màu nâu em có này, màu đen 2019 chạy 3 vạn, biển 12 Lạng Sơn em có. Đấy, rất là đẹp luôn đúng không ạ? Sorento tự động máy dầu thì em lại chưa có. Anh Kiều Tiến Dũng, anh Lưu Tuấn Cường và anh Tân Mai muốn xem lại chiếc Hyundai Tucson màu đen, em sẽ quay luôn cho anh đấy ạ. Nếu mà anh vẫn còn giữ máy thì em sẽ quay cho anh ngắm qua một chút nhé. Còn hình ảnh video chi tiết thì em cũng sẽ up tải lên trên kênh. Chiếc xe này là biển 12 Lạng Sơn, chính chủ một tủ từ đầu, mới về đây ạ. Dàn lốp còn nguyên theo xe hết ạ, lốp sơ cua còn chưa dùng tới. Em đang chào bán là 758 triệu anh chị nhé. Rất là đẹp cho chiếc Hyundai Tucson. Máy xăng ạ, chiếc xe này là máy xăng. Xe mới đi có 3 vạn 4 thôi. Đấy, nội thất như mới luôn, các anh các chị cùng ngắm giúp em ạ, nội thất như mới luôn. Chiếc xe này thì cũng đã được chủ lên sàn 5D đầy đủ rồi. Ghế chỉnh điện đầy đủ, điều hòa tự động đầy đủ. Rất là đẹp luôn ạ, hỗ trợ banh lên tới 70% giá trị xe. Em xin đọc lại thông tin của chiếc xe Hyundai Tucson 2019 số tự động biển Lạng Sơn chạy hơn 3 vạn. Em đang chào bán để các anh các chị tham khảo là 758 triệu. Nếu anh chị nào cần chi tiết chiếc xe này, xin vui lòng cứ nhắn tin là gửi cho anh thông tin của chiếc Hyundai Tucson thì bên em sẽ kết nối, gửi hình ảnh, gửi video cụ thể qua cho các anh tham khảo nhé. Và trên ở phía này em còn nhiều xe lắm, nên là các bác anh các chị đừng rời mắt khỏi màn hình nhé. Nên là trời nắng nóng, mọi người nằm điều hòa thì cùng em tham khảo qua nhiều các mẫu xe. Nếu mà năm nay mình chưa mua thì cuối năm mình mua, hoặc sang đầu năm mình mua được mà, đúng cả nhà. Hôm nay em về thêm một chiếc Vios màu bạc số tự động này, một chiếc Hyundai Accent biển 89 Hưng Yên màu đen số tự động này, và một chiếc Kia Cerato màu đen, màu trắng em có hết. Thì chúng ta cùng ngắm luôn giúp em ạ. Innova hiện tại em lại chưa có. Anh ơi, bán tải hai lắc thì em lại chưa có con nào. Anh Mạnh Hùng đang quan tâm dòng xe 400 triệu thì anh giữ máy luôn giúp em nhé. Anh Lưu Tuấn Cường ơi, chiếc Tucson màu đen đấy là bản tiêu chuẩn anh ạ.
Đây, chiếc Kia Cerato màu đen cho các bác anh các chị nào vừa quan tâm đây ạ. Cả nhà còn giữ máy không ạ? Kia Cerato màu đen ạ. Đây. Sản xuất cuối 2016, xe đẹp lắm, mới đi có hơn 5 vạn thôi. Lốp còn nguyên theo xe hết. Lốp còn nguyên theo xe đầy đủ. Em đang chào bán là 495 triệu cho chiếc Kia Cerato màu đen số tự động. Em có cả màu trắng ở bên cạnh nữa nhá. Có cả màu vàng cát nữa. Rất là đẹp luôn ạ. Nhiều xe quá nên là em sẽ báo đầu xe thôi ạ. Atit màu trắng thì em lại không có. Anh bonsai phát ơi, anh có thể tắt đi thoát ra vào lại được không anh? Gầm cao thì em đang có CX5, có Sorento, có Tucson, có... Ngày mai em về một chiếc Outlander nữa. Hôm nay thì Outlander chưa về tới cửa hàng. Anh Dũng Nguyễn Đình xem chiếc Cerato màu đen này đúng không? Hay là chiếc xe nào? Đây, chiếc xe này thì quá đẹp luôn anh ạ. Lốp láp còn zin theo xe hết mà. Đấy, xe nó rất là tươi. Đây, dàn lốp còn nguyên theo xe đầy đủ hết. 2016 mà còn dày như thế này. Chiếc xe này thì có camera 360 độ này. Đấy. Nói chung là chiếc xe mà đẹp hay không nó cũng nhiều yếu tố lắm. Xe lỗi thì em không làm rồi. Nhưng có những chiếc xe chủ người ta đi người ta giữ ấy, thì mình mua được rất là yên tâm. Là có những chiếc xe người ta lên hết đồ chơi ấy, thì mình mua về mình cũng không phải đầu tư gì nữa. Như chiếc xe này là đã lên màn hình Android này. Camera 360 độ này, nội thất ghế da này, nội thất ghế da nguyên bản này, cửa sổ trời này, sàn 3D đầy đủ. La răng hợp kim rồi. Chiếc xe này thì không có cái gì để mà chúng ta chê cả. Anh Yến Hàng ơi, không phải là nhắn không thèm trả lời đâu mà không nhìn thấy đây mà trả lời. Giờ mới nhìn thấy comment của anh ạ. Anh ơi, nếu mà lần sau á, anh cần quan tâm cái xe nào nó nhanh hơn ấy, mà không phải chờ đợi ấy, thì anh có thể nhấc điện thoại lên và gọi một tin, gọi một cuộc thôi. Hoặc là anh nhắn trực tiếp qua số cho bên em là 0978607555 hỏi luôn. Ví dụ như chiếc xe Cerato này còn không, hoặc là anh có thể gọi luôn. Thì cũng là hết sức thông cảm, bởi vì là nhiều khi tin nhắn là các em nó sẽ không check kịp được. Vừa tin nhắn Zalo này, rồi vừa tin nhắn Facebook này, rồi vừa tin nhắn ở trên bốn bánh này. Nó rất là nhiều nên là nhiều khi các em nó check hơi chậm. Nên là nếu như mà cần ngay và luôn ấy, hay là đang cái mẫu xe nào mà anh chị ưng ý mà muốn thích để tham khảo luôn, thì mọi người có thể gọi đến số hotline của bên em là 0978607555 nhé. Các anh chị nhấc điện thoại lên, yên tâm đi, khi mua được xe em bớt tiền điện thoại cho thoải mái luôn. Anh Nguyễn Giang, cảm ơn anh ạ. Xpander 7 chỗ thì em chưa có. Outlander ngày mai về là 2018 màu trắng anh Lưu Hà. i10 bên em lại chưa có hàng anh ơi. Em xin đọc lại thông tin đầy đủ của chiếc xe Kia Cerato. Chiếc xe này là sản xuất 2016, số tự động, phân khúc xe hạng C. Em đang chào bán tại showroom là 495 triệu. Các bác vừa hỏi em là vai ớt đúng không? Em còn một đôi. Em còn màu bạc này và em còn màu đen. Nhưng mà trước khi live tiếp thì cho em dừng một phút. Em để máy một chút nhé. Em sẽ quay lại, bởi vì là cho em dừng để uống cốc nước. Bởi vì thời tiết nó rất là nắng nóng. Các anh các chị hết sức thông cảm. Thời tiết nó rất là nắng nóng ấy. Nên là cho em dừng một phút để em uống cốc nước nhé. Cả nhà cứ ngắm đi ạ, cứ nhắn tin ạ.
Gầm cao tầm 600 hả anh? Gầm cao tầm 600 thì em đang có Sorento. Em mới về chiếc Sorento đấy ạ, rất là đẹp luôn. Đây, vừa các bác nào vừa hỏi em là muốn xem chiếc Queen Dai Accent màu đen đấy ạ. Anh ơi, Camry thì em lại chưa có. Kia Sorento em có 7 chỗ, con đấy 625 triệu đấy anh Tống Hùng và anh Nguyễn Đình Thắng. Anh quan tâm chiếc Kia Sorento giữ máy luôn giúp em nhé. Thời tiết nắng nóng quá đúng cả nhà mình, rất là nắng nóng luôn. Camry thì em lại chưa có anh ạ. Cảm ơn anh Nguyễn Giang nhé. Đây, chiếc Hyundai Accent đây ạ. Vios, Vios màu đen thì em lại hôm nay chưa có hàng. Hôm nay Vios thì em chỉ có màu vàng cát và màu bạc thôi anh ạ. Đây, chiếc xe Hyundai Accent 2019 biển 89 Hưng Yên, chạy 3 vạn rưỡi, vừa mới về ngày hôm nay. Em đang chào bán là 479 triệu số tự động, 2019 số tự động 1. Rồi. Đây là các bác anh các chị. Vâng, vừa mất mạng các anh các chị hết sức thông cảm giúp em nhé. Chiếc xe này là Hyundai Accent đây ạ. Hyundai Accent cho các anh các chị quan tâm. 2019 số tự động bản 1.4. Biển 89 Hưng Yên chạy hơn 3 vạn. Em đang chào bán tại showroom có giá là 479 triệu. 479 triệu. Có trách nhiệm rút hồ sơ, hỗ trợ banh nếu các anh các chị các bác có nhu cầu. Cảm ơn anh Nguyễn Đình ạ. 400 hạng C hả anh? 400 hạng C thì 400 hạng C thì ngày hôm nay em không có anh ạ. Trên 400 được không anh? Nếu mà bình thường như 400 hạng C mà 2018 Cerato thì nó phải tầm 435 triệu thì mình mới mua được. Còn thấp quá, đời thấp quá thì em lại không làm á. Đây, em xin đọc lại thông tin đầy đủ của chiếc xe Hyundai Accent số tự động 2019 bản tiêu chuẩn, biển 89 Hưng Yên. Chiếc xe này em đang chào bán tại showroom để các anh các chị cùng tham khảo, có giá là 479 triệu nhé. Đây, vừa các bác hỏi em là có chiếc xe Kia Sorento mà gầm cao tầm 600 triệu không? Thì em nghĩ rằng là chiếc Kia Sorento này rất là đáng để các anh các chị quan tâm. Vios ấy thì em còn một đôi. Vios thì em còn một đôi, là một chiếc màu vàng cát 2018 và một chiếc màu bạc 2018. Fortuner 2017 thì em không có. Đây ạ, các anh các chị vừa hỏi em chiếc xe Kia Sorento. Chiếc xe này là sản xuất 2016 đây ạ. Bản phun xăng đặc biệt 7 chỗ ngồi số tự động, máy xăng. Xe đi có 7 vạn thôi, bản phun kịch thì hệ thống rửa đèn pha tự động của nó có này. Cửa sổ trời có này, đề nổ thông minh có này, cân bằng điện tử có này, hỗ trợ đổ đèo ngang dốc có này. Và chiếc Kia Sorento này bên em đang chào bán để các anh các chị tham khảo, có giá là 625 triệu. Rất là đẹp luôn ạ. 625 triệu cho chiếc xe Kia Sorento. Em xin đọc lại thông tin của chiếc xe 7 chỗ gầm cao tầm hơn 600 triệu để các bác anh các chị tham khảo.
Chiếc xe này bên em đang chào bán là 625 triệu các bác nhá. Có thương lượng ạ. Vios thì em còn một đôi đây, một chiếc màu bạc và một chiếc màu vàng cát, thì chúng ta cùng ngắm và cùng tham khảo luôn giúp em. Cerato thì em còn rất là nhiều. Đây ạ, Toyota Vios bản G 485 triệu. Anh ơi, City thì em không còn con nào anh ạ. City thì ngày hôm nay em hết sạch hàng rồi. Đây, chiếc xe Toyota Vios bản G, số tự động, 5 chỗ ngồi, 2018. Em đang chào bán là 485. Em sẽ đọc lại một loạt tất cả các giá xe, bởi vì nó nhiều nên em sẽ báo giá đầu xe nhé. Thì các anh các chị ưng chiếc xe nào chỉ cần chụp lại màn hình, gửi tin nhắn cho em, hoặc là chỉ cần nhắn là gửi cho anh thông tin chiếc xe này. Toyota Vios bản G số tự động 1.5 2018 em đang chào bán là 485 triệu. Mazda 6 bản Premium 2.0 biển Hà Nội sản xuất 2017 bản đủ em đang chào bán là 685. Honda Civic biển 34 Hải Dương bản 1.5L Turbo xe nhập khẩu nguyên chiếc 2018 chạy 4 vạn em đang chào bán là 725 triệu. Một chiếc xe Kia Cerato bản Premium sản xuất cuối 2019 em đang chào bán là 610 triệu. Chiếc xe này là bản Premium ạ. Một chiếc xe Hyundai Accent bản đặc biệt ATH 2019 la răng 5 chấu rồi, em đang chào bán để các anh các chị tham khảo là 505. Mazda CX-5 màu xanh ngọc, chiếc xe này 2016 bản facelift, xe đã có phanh điện tử đầy đủ, em đang chào bán tại showroom, có giá để các anh các chị tham khảo tại cửa hàng bên em là 658 triệu. Kia Sorento, chiếc xe này là 2016 bản 2.4 ATH, phun xăng đặc biệt 7 chỗ ngồi, xe chạy 7 vạn, em đang chào bán tại showroom là 625 triệu. Một chiếc xe Hyundai Tucson biển 12 Lạng Sơn, xe chạy 3,4 vạn, 2019 màu đen, 5 chỗ máy xăng, em đang chào bán chiếc xe này tại cửa hàng là 758 triệu. Thêm một chiếc xe Hyundai Tucson bản 1.6 Turbo 2018 em đang chào bán là 815 triệu. Chiếc xe 2021 này thì em đã bán rồi. Một chiếc xe Forerunner Winchuck bản 3.2. Một chiếc xe Forerunner Winchuck bản 3.2. Hai cầu số tự động máy dầu xe nhập khẩu nguyên chiếc biển 14 Quảng Ninh chạy 8 vạn. Em đang chào bán tại cửa hàng để các anh các chị tham khảo. Có giá là 720 triệu. Một chiếc xe Toyota Vios bản G. Chiếc xe này thì quá đẹp luôn. Xe này đẹp lắm. Xe mới đi có 3 vạn thôi. Lốp còn zin theo xe. Lốp sơ cua còn chưa dùng tới. Chiếc xe này là biển 79. Bên em đã rút hồ sơ cầm tay. Màu vàng cát, chiếc xe này em mua đắt hơn màu bạc 10 triệu. Em đang chào bán là 495 triệu nhé. Đây, Vios thì em có cả màu vàng cát, có cả màu bạc. Các anh các chị vừa hỏi là muốn xem chiếc màu vàng cát đây. Xe đi có 3 vạn thôi ạ. Lốp sơ cua còn chưa dùng tới. Lốp còn nguyên theo xe cả dàn. Đẹp xuất sắc luôn. Hàng hiếm luôn đấy ạ. Vios mà tìm được con như thế này thì không phải lúc nào cũng gặp được đâu ạ. Hai chiếc Vios em mua về đều rất là đẹp. Mà đẹp hơn thì chiếc xe màu vàng cát này là đẹp hơn. Bởi vì lốp sơ cua của nó chưa dùng, sơn zin còn gần như cả xe. Mức tiêu thụ nhiên liệu thì nó sẽ rơi vào tầm từ 5 đến 6 lít trên 100 cây. Em xin đọc lại thông tin đầy đủ của chiếc xe Toyota Vios bản 1.5 số tự động. Em đang chào bán để các anh các chị tham khảo. Có giá là 495 triệu. Sang ở phía bên này, một chiếc xe Hyundai Accent 2020. Thêm một chiếc xe Hyundai Accent 2020 này đây ạ. Biển 88 Vĩnh Phúc. Em đang chào bán để các anh các chị cùng ngắm. Có giá là 505 triệu. Chiếc Hyundai Accent màu đen biển 89 Hưng Yên. Em đang chào bán tại showroom. Có giá chiếc xe này
là 479 triệu. Một đôi Kia Cerato. Cerato em có màu trắng, màu đen, màu vàng cát. Từ 2016 cho đến 2018, giá dao động tầm từ 495 đến 535 triệu. Và còn rất là nhiều các mẫu xe đang được chào bán tại 166 đường Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương. Các bác, anh, các chị yêu thích, quan tâm thì xin vui lòng dành một chút thời gian tham khảo trên trang fanpage của bên em, hoặc có thể về tại showroom 166 đường Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương. Liên lạc cho em qua số hotline 0978 607 555. Hẹn gặp lại các anh, các chị, các bác trong buổi báo giá tổng hợp tối ngày mai. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chân thành cảm ơn.